khỏe. Ôi trời ơi, cảm ơn chị nhiều nhá. Từ lúc chị dạy cho em cái yoga đấy, nó cứ như ngồi thiền đấy ạ. Lòng nó thanh thoát nhẹ nhàng, nói năng không còn biết giận hờn ai là gì. Em nói thật với chị nhá, bây giờ mà có ai đến đây bóp cổ em chết, em cũng không dám trách mắng gì đâu. Dạ sao hả chị? Vừa rồi chị vừa gặp con Yến à? Mẹ tiên sư bố cái con đấy. Em nói thật với chị nhá, nó hôm nọ nó bảo em nó không có tiền đi chợ, nó vay của em 200.000, mãi bây giờ một tuần nay nó chưa trả. Em nói thật chị nhá, nó mà ăn được cái tiền đó của em ấy, em cầu cho nó nhá, đi qua cầu thì cầu sập, mà đi sông thì chìm thuyền, mà đi qua chợ thì ngang qua hàng trái cây vấp ngã vào quả mít chết tươi, không biết đâu là mít mà biết đâu là nó. Sao chị, đấy là em trù từ xa thôi, chứ nếu mà nó lại gần em tát nó một phát, đừng hỏi tại sao nước biển màu xanh mà rượu đế màu trắng, mà chán nó màu đen, mà mắt nó màu nâu, mà mõn nó màu cà tím đấy nhé. Dạ. Hello. Dạ chị ơi, chị ơi. Hello. Em phải tập yoga lại rồi. Chào chị nhá, hẹn gặp lại sau nhá. Hello. Dạ, dạ, cái gì ạ? Hello. Dạ, xin lỗi, người tôi toàn đồ thật, không có đồ lô chị ạ. Xin chào. Ồ, dạ, xin chào bà. Dạ, xin lỗi, bà là ai ạ? Tôi là Cindy, Việt Kiều Mỹ. Chết rồi, bà ơi, chắc bà nhầm rồi. Nhà tôi không có quen ai là Việt Kiều cả. Chẳng hay là bà tìm ai ạ? Tôi kiếm anh Hút. Bà nhìn kỹ đi, nhà tôi đất chật như thế này, không thể nào trồng được rau húng. Oh my god. Bà nhầm nhà rồi. No, anh Hùng, sinh viên khoa văn Hùng Đô. Hùng Đô. Yeah. Hùng Đô. Yeah. Hùng Đô là nhà ở đây này. Yeah. Thế hóa ra đây là khách quý quen Hùng Đô à? Yeah. Dạ, thế mời bà ngồi ạ. À. Dạ, mời. Ôi dồi ôi, khách quý đến nhà rồi, thảo nào. Vào thấy nó sang trọng ngay. Thế bà ơi, thế mời bà dùng nước nha. Chết rồi, xin lỗi bà, nhà hết nước. Thế thôi bà tạm hít khí trời cho trong lành nhé bà nhá, khỏi uống nước. Bà ơi, thế tôi mạo muội hỏi bà, có phải là chẳng hay con gái của bà nó quen thằng con trai của tôi không ạ? Oh no, xin tự giới thiệu, tôi là người yêu của anh Hùng. Sao vậy? Bà đừng trao đảo, xin lỗi bà, nói chính xác hơn, tôi là vợ sắp cưới của anh Hùng. Ôi dồi ôi, bà là vợ sắp cưới của thằng Hùng con tôi. Yeah. Con tôi năm nay nó mới ngoài hai mấy tuổi. Oh my god, đây là má của anh Hùng. Vậy nãy vợ con không phải phép rồi, con xin lỗi, đã lý con phải kêu bạn mami. Thôi được rồi, bà đừng có má mi hay là khoai mì gì hết. Cả gia đình tôi từ trước giờ ăn khoai mì chán quá rồi nhá. Thế tôi nghe bà kêu tôi lạnh hết cả gáy luôn. Thế tôi mạo muội hỏi thăm bà là năm nay bà bao nhiêu tuổi ạ? Thế năm nay má bao nhiêu tuổi? Tôi 50. Vậy là con hơn má 2 tuổi. Trời ơi, cái này là tôi chết rồi, lên máu rồi. Trời ơi, thủa đời này có ai đời mà con dâu nó hơn mẹ chồng đến 2 tuổi. Bà già như thế làm sao bà lấy con tôi được? No mommy. Một đến bây giờ là mấy bây giờ lúc nào cũng cần một phi công trẻ để cưới. Quên để lái. Xin lỗi bà, con tôi mà nó lái bà vài vòng thì nó cũng chết tươi luôn. Ôi trời ơi là trời. Này, cái chuyện đó là ở bên Mỹ thôi nhá. Yeah. Mình là người châu Á, mình không thể nào mà sống ngược ngạo như thế được. No. Châu Á cũng có, ngày xưa có tiểu long nữ đã lấy dương quá. Bà rảnh không? Bà vào trong phòng tôi đấy, bà soi gương đi. Mặt bà như con tiểu hổ ấy. Người ta là tiểu long nữ, bà tiểu hổ là... Thật ra là nhìn kỹ ra nhá, bà không phải là con hổ, là bà nguyên một con sư tử cái. Úi dồi, kinh quá. Bà không thể nào bà lấy con tôi được. Úi dồi ôi, bà quen con tôi trong trường hợp nào? Chúng con quen nhau trên Internet. Thảo nào, Internet, hình ảnh nó mờ mờ ảo ảo, không trung thực. Chứ bây giờ con tôi mà nó ra đây nó nhìn thấy bà thì nó chỉ có mà chết ngất thôi. Úi dồi ôi là rồi ôi. Alo, Hùng à, con đang ở đâu đấy? Về
nhà nhá, đang có một con sư tử nó đang lạc chuồng, nó vào nó cắn mẹ này. Về mà cứu mẹ nhá. Con tôi nó quen bà, nó có biết cái số tuổi của bà không? Ồ, biết chứ. Anh nói là tuổi tác không thành vấn đề. À, anh còn nói à, thi sĩ Nguyên Sa có câu: yêu nhau không ai tính tuổi bao giờ. Thời bây giờ yêu nhau chỉ tính tiền trong nhà băng và hột đeo trên người mà thôi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ mấy rồi con? Mẹ. Ừ. Cháu chào bác. Đấy. Oh my god. Bà thấy chưa? Hình con... ảnh bây giờ trung thực, rõ nét rồi. No. Con tôi nó vừa kêu bà bằng bác đấy. No anh Hùng. Cindy. Cindy. Oh, Cindy à. Yeah. Úi dồi, ở ngoài em còn trẻ hơn ở trong hình. Yeah. Nhìn có cháu ngoại mà như con gái á. Yeah. Em. An. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Thương quá. Oh baby. Xin tự giới thiệu với mẹ, đây là bạn gái của con. Tôi biết rồi. Bạn gái của ông ấy già như bà cố ngoại của tôi đấy. Hôn cho bà cứ như là bà hôn cháu ấy. No 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 no. Em mới căng ra mặt hung nhẹ nhẹ thôi. Tôi theo tôi nghĩ bà không những căng mà còn bơm nữa cơ. Ai đời cái thủa đời này năm mươi mấy tuổi rồi mà đồi núi thì cứ nhấp nhô như thế. Tôi xin lỗi nha, tướng bà mà có rớt xuống sông thì không bao giờ chìm nhá. Sao đấy hả mẹ? Thì bơm nhiều quá nó như phao, thả xuống nước là phải nổi chứ con. Ồ. Căng thật. Ờ căng thật. Em cứ ngồi ở trên lòng anh, đừng có ngồi xuống ghế nhá. Sao vậy? Ghế nhà anh nhiều đinh nhá, nhỡ nó xì. My god. Ơi. Này. Đừng có mà dụ dỗ vị thành niên nhá. Lại đây nghe mẹ dạy này. Con không có nghe ông bà tao nói một câu à? Chồng già vợ trẻ là tiên, mà vợ già chồng trẻ mới điên điên khùng khùng. Mày đi mày lấy cái bà già này à? Mẹ cứ hơi đâu mà nghe ông bà làm gì? Càng nhiều tuổi thì càng nhiều kinh nghiệm. Yeah. Trời ơi, còn kinh với cả nghiệm. Ông ơi là ông ơi. Ông ơi, ông mở mắt ra mà xem này. Thằng Hùng con ông nó bị mù rồi ông ơi. Ngày xưa mắt ông sáng như trăng rằm đêm 30. Ông lấy tôi đẹp như hương, như hoa, như tiên, như Phật. Có gì đâu mà giật mình. Thôi nói xong tôi còn giật mình nữa đây này. Bây giờ thằng Hùng con ông nó lấy một con vợ vừa già vừa xấu. Xấu như con cú, con cáo. Ông ơi, tôi nói vậy mà ông còn nhăn răn, ông cười được à? Trời ơi, cái mặt buồn cười quá đi. Bây giờ, hơi, con ơi con. Con ơi là con ơi. Con ăn gì mà con ngu thế à con? Thì mẹ ăn gì con ăn đấy. Ôi trời ơi. Ý nó bảo tao ăn cái gì đây? Con ơi, người ta có cháu ngoại rồi, mày còn rúc vào nách người ta làm cái gì? Yeah, con có hai đứa cháu ngoại, nó cao hơn anh Hùng nữa. Để con dẫn về thăm má. Thôi, cảm ơn bà, khỏi dẫn về. Bà dẫn về nó đứng cạnh thằng Hùng, người ta lại tưởng thằng Hùng là cháu chúng nó là chết đấy. Thế bà có chồng chưa? Bà ly dị lúc nào? Ồ, má hỏi, chồng nào? Con có tới ba thằng. No, baby! Anh là tình yêu xét đánh của em. Em mới gặp anh là xét đánh yêu ngay. Còn ba thằng kia là yêu qua đường thôi, bỏ rồi. Ôi giời ơi, giời ơi, giời ơi, giời. Ôi giời ơi, con ơi là con ơi. Đấy, chúng mày còn hôn hít nhau. Thiên hạ nó nhìn vào, nó cười trong 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 mặt đấy. Mẹ lúc nào cũng thiên hạ với lệ. Cứ đem thiên hạ ra mà dọa con. Thiên hạ người ta cười hay là khóc thì đâu có liên quan gì đến con. Yeah. Chẳng có liên quan gì cả. Yeah. Mà mày không nghe người ta vẫn hát à? Hát cái gì? Trời ơi, trời, 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 cái gì vậy trời? Tình chỉ cần hai đứa chấp nhận mà thôi. Đừng nhìn về dư vãng của ngày xưa. Dù đời không như ý ta mong đợi, thì cũng bắt đầu từ đây. Ôi trời ơi.
hát hay hơn Bằng Kiều. Để em bảo lãnh anh qua bên Mỹ cho anh vô trong trung tâm tiếng Nga dập thằng Bằng Kiều. Nhiều khi anh đứng cạnh còn cao hơn nó. Anh ơi, em có tuổi rồi, nhảy tới nhảy lui nóng quá. Xin phép anh cho em được vô restroom em tắm cho em và cho con em nhé. Hả? Cái gì? Đi về đây cưới chồng còn mang con về cho nó nhìn và cho nhục à? Oh no no, con của con là con thỏ nè. Ôi giời ơi, lại con thỏ. Em lại yêu cả súc vật à, anh đâu có biết đâu. Yeah, em thích nuôi thỏ lắm, nuôi nó để lấy lòng mày áo. Sao con? Mày chết đứng như Từ Hải rồi phải không con? Trời ơi, mày lấy một con vợ vừa già vừa xấu mà vừa ác nữa cơ. Không phải ác bình thường mà ác như một con quỷ. Mày nhìn cáo lông nó kìa, nó mặc một cáo lông to như thế. Con thỏ bé như thế thì nó phải giết cả 100 con mới được cáo lông đấy. No, 101 con. Ôi trời ơi, trời ơi, trời. Anh ơi, anh có muốn tắm chung với em với thỏ không? Thôi, em cứ vào tắm trước đi. Ồ, em cứ... không tắm chung với em à? Thôi đi đường này, đi vào đây tắm hả? Đi. Dạ, đợi em chút nha. Baby, sao không vào tắm chung luôn đi? Sẵn buồn buồn á, nó lột da, nó vặt lông mày ra, nó may quần. Nghe là phát lộn ruột lên. Con ơi con, mày đâu có thiếu tình mẫu tử đâu con. Trời ơi, bây giờ lại còn đi thuê cái bà già về bà tắm cho mày nữa cơ. Lại còn kêu bằng em ấy rồi, ôi nhục nhã quá con ơi. Trời ơi. Mẹ cứ than thân trách phận làm cái gì. Bây giờ mẹ xem, đàn ông Việt Nam ai chả muốn lấy vợ Việt Kiều. Vừa có tiền, cơm no, bò cưỡi. Bò với chả cưỡi. Cái đêm nằm anh ôm bà già này anh không sợ à? Đêm nằm thì nhà ngói tắt đèn cũng như nhà tranh thôi. Trời ơi. Thì mà mẹ hỏi bao nhiêu ông ở dưới này đây này, có ông nào mà ôm vợ mà mở mắt đâu, nhắm mắt hết. Ông nào ôm vợ cũng nhắm mắt, chỉ có mở mắt lúc mà ôm bồ thôi. Con ơi, tương lai đại học của con đang sáng rực rỡ như thế, con không đi học mà con lại đi ôm cái bà già như thế này là sao hả con? Thì đi học cuối cùng con cũng là để kiếm tiền thôi, nhưng mà bây giờ thời buổi bây giờ bao nhiêu thằng bạn con ra trường rồi là thất nghiệp không có tiền, đi bưng phở hết. Bây giờ con này lại còn khoa văn nữa rồi. Khoa văn thì đi ra treo bằng lên xong rồi là đi chạy xe ôm à. Thì đằng nào cũng ôm thì ôm bà này vừa sướng vừa có tiền. Trời ơi, nó nói ra tôi tưởng giống như nó đi bán thân. Thế ngày xưa Thúy Kiều bán mình chuộc cha được cả 1000 lượng vàng đấy. Thế anh ôm bà già này, ta trả anh bao nhiêu tiền? Thúy Kiều là Thúy Kiều, người ta vừa con gái mà còn trinh. Mẹ làm sao mà sẽ mẹ so với con. Bây giờ con tính sơ sơ cho mẹ này. Bây giờ nếu mà có làm hôn thú giả ấy, thì cũng mất 30.000 đô. Rồi qua tới nơi mình lại còn nhà, cửa, xe, cộ, tiền tiêu vặt. Con tính sơ sơ là con lãi to rồi. Lãi to, lãi bé, lãi lớn gì mẹ không biết. Mẹ thương con quá Hùng ơi. Con bé nhỏ như thế này mà con lọt vào tay cái mụ già kia, bà vần mày vài đêm thì mày nát như tương ấy con ạ. Mày có biết là người ta đang tuổi hồi xuân không? Sao mày biết? Thì tao cũng đang hồi xuân như bà tao biết. Con lấy cho mẹ một ông nhá. Thôi, không có Tây Tàu Mỹ gì hết ấy. Anh đừng có mà bán rẻ uy tín dòng họ nhà mình nhá. Con nhớ là nhà mình làm gì có uy tín nào đâu mà bán nhỉ? Ôi giời ơi, ông ơi là ông ơi. Ông ơi, nó còn bảo gia đình mình không có tí uy tín gì kìa. Ôi giời, nói thế mà còn cười được nữa kìa. Ôi giời. Ô, em muốn hát bài à? Hát đi. No, hát, nóng. À, nóng. Bà nội, bà nội của tôi. Bà lại cho tôi hỏi tí đi, bà ngoại. Này, thế bà ấy, bà qua Mỹ năm bao tuổi mà sao bà nói tiếng Việt trọ trẻ cứ như trẻ con lên ba thế? Tôi qua Mỹ 10... À, lúc 10 tuổi thảo nào? No, 10 năm về trước. Lúc đó tôi 42 tuổi. Cái gì? 42 tuổi bà mới đi Mỹ? Yeah. Mà bà nói tiếng như vậy hả? Mẹ, có biết nói tiếng bình thường không mẹ? Biết chứ. Nói như vậy mới mệt. Anh, hai cái vòi nước của anh đó, trời đất ơi. Vòi nước nóng, nước lạnh mà không có để. Em mở vòi nước nóng, em tưởng nước lạnh, em đẩy
đẩy con thỏ vô nó tuột lông nó chết tại chỗ. Thôi đằng nào cũng chết rồi, em đừng có buồn nữa. Em đâu có buồn à. Sẵn nó chết rồi, em vô chổng em nấu rượu nấu thỏ cho ăn nha. Ủa gia đình không thích ăn rượu nấu thỏ hả? Vậy thôi để vô rút xương chiên giòn. Trời ơi trời, chưa có một con nào nó ác như con này nhá. Trời ơi, nó không phải ác bình thường mà nó là một con quái thú. Một con thỏ lông nó cũng ăn nhá. Lông nó dùng mà thịt nó cũng ăn mà xương nó cũng nuốt luôn. Trời ơi, một con quỷ già. Ôi trời ơi, anh sao anh trao đảo vậy? Từ nãy đến giờ sao nó cứ choáng hoài à? Em phải hết sức thông cảm nhà anh. Vì em về đột ngột không có báo trước cho nên là không có sửa sang gì. No baby, I don't care. Anh đừng có lo chuyện đó. Theo như cái tính của em đó thì em sẽ cho cái xe ủi lô tới đây. Nó giật sập nhà anh kéo xuống cào. Không còn cục gạch đâu trời ơi. Hả? Này, mày đừng có bị mày là Việt Kiều nhá. Về đây muốn làm cái gì làm nhá. Đừng có mà ủi sạch nhà này nhá. Này, truyền hồn báo danh cho mà biết nhá. Đất này là đất hương hỏa của dòng họ vua Lê ba đời để lại đấy. Mẹ lại quá. Làm gì mà vua Lê mà làm gì có xi măng mà xây. Bây giờ, nhưng mà bây giờ vật liệu nó đắt lắm, đừng có xây, sửa thơ sơ sơ thôi. Nhà này mà sửa gì nữa, đập đi, xây 3-4 tầng. Hả? Con vừa nói gì? Con xây nhà mới lên cho mẹ. Ủa sao giờ mẹ anh nói giọng của em luôn vậy? Mỗi lần choáng là nói tiếng Miên luôn. Vậy thôi, nếu mẹ anh không thích thì em với anh ra khách sạn, mẹ anh cứ ở cái nhà hương hỏa của bà. Thôi, hương hỏa hay hương hồn gì cứ giặt sập cho mẹ nhá. Cứ xây cao lên cho mẹ. Con. Dạ con đây mẹ. Con. Đây. Con. Đây mới là con của mẹ đây. Ôi giời ơi, dâu hiền, dâu thảo của mẹ đây. Ôi giời ơi. Thương quá cơ. Em ơi, bây giờ mẹ nhìn sát mặt con mẹ mới định hình lại nhá. Con trẻ quá con ạ. Trẻ gì mà trẻ măng ấy. Nó như măng non ấy. Em ơi, nó ở bên Mỹ có khác như con. 52 tuổi mà nhìn cứ như 25 ấy. Kỳ duyên mà gặp con nó chỉ có mà sách dép cho con thôi. Con ơi, xây cho mẹ 2 tầng nhá. Đập nhà ra mà xây có 2 tầng chi cho nó mất công. Sẵn xây 3 tầng luôn. Hả? Con nói gì? Xây tới 3... Nói giọng bình thường đi, xây cho 3 tầng. À, xây 3 tầng hả? À. Ôi trời ơi, con ơi, nó còn trẻ hơn cái số tuổi 25 nữa con ơi. Con ơi, con xoay một vòng cho mẹ xem nào. Thôi đừng xoay, chóng mặt lắm, để mẹ tự xoay được rồi con ơi. Con ơi là con, mẹ xoay con chóng mặt lắm phải không? Con ngồi đây đi. Trời ơi, nó trẻ như 19 tuổi. Eo ơi, nó ngồi mà nó còn cao hơn con ca sĩ tóc tiên luôn ấy. Rồi cao gì mà cao thế. Con ơi xây cho mẹ 3 tầng con nhé. Xây 3 tầng sẵn xây luôn cái tầng hầm để mình bỏ xe hơi. Cái gì? Có cả ô tô nữa à? Ôi trời ơi con ơi. Trung tâm Thúy Nga còn ca sĩ nào mà trẻ hơn Tóc Tiên không, không con? Không. Tóc Tiên trẻ nhất. À mẹ nhớ rồi. Bé Xuân Mai. Ôi con cò bé của mẹ ơi. Eo ơi, nãy giờ nó vào đây, tôi nhìn cáo lông của nó là tôi đã hình dung đây là một con cò rồi. Eo ơi, con cò này xinh quá, con trẻ như 4 tuổi ấy. Rồi nhà mình bây giờ cứ như vườn mẫu giáo ấy. Con cò bé, nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ trốn đi đường nào. Hùng ơi, con trốn đâu rồi? Trốn đâu rồi? Ôi dồi, như vườn mẫu giáo này. Ôi dồi, mẹ thấy con rồi. Hú hà. Con trốn mẹ à? Tại sao con trốn mẹ thế? Mẹ làm quá đấy, con xấu hổ lắm. Xấu hổ cái gì? Mới đây mẹ vừa mới nói con là mắt như mù. Giờ... Mù cái gì? Mắt anh mới là sáng như trăng rằm ấy. Bố anh mới mù kìa. Ông ơi là ông ơi. Ngày xưa ông mù nên ông lấy tôi xấu như cú như cáo. Bây giờ con ông nó lấy một con vợ đẹp như hương như hoa, như tiên như Phật. Ông ơi, trời ơi con ơi, dâu này nó mang vinh hạnh về cho gia đình nhà mình rồi. Con ơi, con mang xe hơi này, nhà lầu cho bố con này. Chả trách gì, nãy giờ con vào đây, bố con nhìn con cười tê tét đấy, thấy không? Đây là bố anh hả? Ừ. Mà bố anh không biết họa vậy? Anh không biết là đây có phải bố anh không nữa. Sao tự nhiên là mẹ lại treo một cái hình cười toe toét lên như thế mà thờ nhỉ?
Con ơi, con biết không, ngày xưa đấy, bố chết đi, đâu có tiền mà rửa ảnh đâu con. Thế là mẹ lấy bột màu, mẹ họa lên hình bố con đấy. Bây giờ con mang vẻ vang rồi, mai mốt mẹ rửa một cái hình bố thật to, mẹ treo lên nhá. Vinh hạnh quá con ơi, mẹ yêu con quá. Con, mẹ yêu con quá. Cindy! Cindy! Cindy à! Cindy! Gì nhỉ? Ôi xấu quá. Cindy. Ai vậy em? Sao mày dốt thế con? Vợ chồng người ta đấy. Sao mẹ biết? Trời ơi, nhìn vậy mà không biết à. Cả gia đình người ta mua được có một miếng vải thôi. Chia ra làm đôi. Chồng may cái quần, vợ may cái áo. Nhìn xa cứ như là cây vải di động ấy. Em vợ, chồng em thật à? Cháu chào bác. Rồi. Mày kêu vợ tao bằng em, sao mày kêu tao tới bằng bác lận? Bởi vì bác không phải người yêu của cháu. Bác người yêu của cháu, cháu cũng kêu bác bằng em thôi. Mày cũng ba phải chứ. Ba phải, bốn phải cái gì? Nó nói là chính xác rồi. Trời ơi, khiếp, nhìn định hình xấu gì mà xấu thế. Rồi ôi, đàn ông mà còn bày đặt mặc áo bèo giạt mây trôi nữa. Mặc cái bộ đồ đã không xác định được giới tính rồi. À, nhìn kỹ tưởng như là vũ sư Nguyễn Hưng cái gì. Xin lỗi, nhìn ông là thấy mất hứng rồi. Xấu gì mà xấu thế con ơi, chồng con già quá, xấu quá, cao quá, không xứng đôi vừa lứa với con đâu. Con đứng cạnh thằng Hùng với mẹ này đấy. Ôi giời ơi, đẹp đôi nhá, xứng đôi vừa lứa nhá. Con lấy Hùng là sự lựa chọn đúng nhất. Con ơi con, con phải bỏ ngay lão già này nhá. Khóc lóc năn nỉ ô gì bỏ ngay. Con mà không bỏ lão ta, mẹ buồn con lắm đấy. Có gì đâu mà phải buồn mẹ. Sao không buồn? Nó mà không bỏ là mất mẹ căn nhà 3 tầng đi vào. Cái gì vào, vào gì? Này này, sẵn vào vẽ cho mẹ thiết kế căn nhà 3 tầng nhá. Với lại kêu con cò bé bé nó san bằng cái ao rau muống, nó làm cái bể bơi cho mẹ bơi. Chiều chiều bơi như vịt cho nó vui. Công nhận á, em chịu đựng cái bà này nổi hay thiệt á. Cindy à, anh còn khóc nữa hả? À, gì? Nóng tưởng quá. Anh khóc chứ. Nóng quá. Cindy à, anh biết em vẫn còn thương anh mà. Nếu không còn thương anh á, thì em đâu có chọn cái bộ đồ mà ngày xưa chúng ta đi thi chương trình Dancing Dreams. Thấy không? Tha lỗi cho anh đi. Tha lỗi cho anh đi. Buông ra. Tha lỗi cho anh đi. Buông ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Anh nhớ lại đi. Ngày xưa anh về Việt Nam á, mẹ con tôi còn quỳ xuống nữa kìa. Tôi năn nỉ anh, tôi nói anh ơi đừng có bỏ mẹ con tôi. Vậy mà anh cũng đi về Việt Nam. Anh nói gái bên bển nó trẻ quá, nó đẹp quá. Giò nó dài tới nách. Nó đứng bên trái mà nó ngoái lỗ tai bên phải. Làm sao chịu nổi. Anh thấy chưa? Bây giờ nó về đó, nó ăn hết của anh rồi. Nó đuổi anh ra khỏi nhà rồi, anh mới kiếm tôi phải không? Có bao giờ anh đi về Việt Nam anh ăn, anh chơi mà anh nghĩ tới vợ anh không? Lúc ăn thì anh nhớ, còn lúc chơi thì anh quên. Anh còn nói vậy nữa hả? Tôi hỏi anh nè, có bao giờ anh ngồi anh nghĩ tới em? Có bao giờ anh buồn anh khóc vì em? Tình yêu ta ly tan vùng vỡ khi đẹp đôi. Vì sao thế, em làm gì có lỗi? Đúng. Trời ơi, cái gì vậy? Tôi đúng mà nạt tôi dữ vậy? Em không có lỗi, anh mới là người có lỗi nè. Em biết không, anh rất hối hận. Nhiều đêm á, anh không ngủ được. Suốt đêm anh khóc đó em biết không? Anh đừng có xạo, chưa bao giờ tôi thấy một giọt nước mắt của anh. Anh khóc rồi sao em thấy được chứ? Bởi vì nước mắt đàn ông không rơi thành dòng. Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng. Ôm sầu mà vẫn tươi cười. Khi em nói đến câu giã từ để muôn đời gọi mãi tên em. Tha thứ cho anh đi Cindy. Xin đi, cho anh cơ hội thứ hai đi, xin đi. Yeah. Xin cái gì đi? Em này, nếu mà em hát như thế thành ra là em vẫn còn lưu luyến với ông ấy.
Nhưng sao mà em hát cái bài đó được? Giờ em hát bài gì? Em phải hát cái bài này này. Ta xa rồi em nhé, đường anh cứ đi, đừng về bên gác cho để mặc tôi với đời. Anh đi tất xa, đừng nhớ chuyện ngày qua, tình nhân ơi, giờ xa cách nhau. Vỗ tay cái gì cả bác nữa. Sao? Ai mà đi muốn vợ về mà lại hát cái bài đấy, ai người ta về? Chứ hát bài gì? Bác bây giờ bác phải hát cái bài này. Bài gì? À. Em ơi sao em đành vội nói câu chia ly, em ơi sao em đành vội bỏ anh ra đi. Anh luôn yêu em và sẽ thứ tha cho em. Ơi em, người yêu dấu ơi. Ê! Trời đất ơi, anh đang có lỗi mà anh kêu anh thứ tha cho tôi lỗi gì mà anh thứ tha? Hát hộ bác chứ mà. Hát hộ gì cũng vậy. Đúng rồi em ơi, hát đúng đó, tha lỗi cho anh đi mà. Không có tha lỗi cho anh. Em không có tha lỗi cho anh thì bữa nay anh kêu em kêu anh tới làm cái gì? Kêu anh tới đây để chứng minh cho anh biết. Mấy anh cứ tưởng đàn ông của tụi anh á đi về Việt Nam nó lấy được gái trẻ, còn đàn bà của tụi tôi chồng bỏ là ngày mai chết hết hả? Không có đâu. Thế giới này nó vẫn xoay, trái đất này nó không có sạp. Mà một điều quan trọng nữa là đàn bà tụi tôi không hề chết. Đặc biệt còn lấy trai trẻ đẹp hơn của anh nhiều. Anh nên nhìn vô nè, nhìn cái gương nè. Anh thấy trai của tôi không? Trẻ hơn anh rồi đó. Đúng luôn. Đẹp trai hơn anh đó. Chính xác. Điều quan trọng là hát hay hơn anh. Sự thật. Đặc biệt là cùng size với tôi. Cái này đúng nhất à. Anh thấy chưa? Đàn ông của tụi anh sao tàn nhẫn quá vậy? Hả? Sao anh tàn nhẫn quá vậy? Đàn bà mấy em lấy kép nghĩ cũng tàn nhẫn đâu thua vậy đàn ông. Thôi bây giờ tôi nói nhiều với anh. Anh đi về đi, anh ra đi nơi này vẫn thế. Never see you again. Đi đường này. Thôi được rồi. Nếu em đã nói vậy thì anh sẽ đi. Chúc em hạnh phúc. Bây giờ phải về sống cảnh gà trống nuôi cháu ngoại. Bác ơi. Gì? Mày đừng có mà xì nha mày. Cháu xúc động đấy. Bởi vì cháu thấy bác già rồi mà còn bị vợ bỏ. Thôi đứng đây một tí đi để cháu hỏi xem như nào. Từ nãy giờ anh biết là em lấy tôi á chỉ vì là trả thù chồng thôi chứ đâu có yêu đương gì đâu. Đúng có rồi. Phải không? Đúng rồi. Mày là con nít làm sao mới yêu mày được. Giờ tính như nào? Thế bây giờ như này. Bác. Bác phải hết sức thông cảm với bác trai. Bởi vì đàn ông mà người ta lỗi lầm nhưng mà người ta biết lỗi rồi người ta về, người ta năn nỉ, người ta... Bác phải hết sức thông cảm, bác dằn lòng xuống, bác quay về hai vợ chồng hạnh phúc thôi. Chứ không còn tình cũng còn nghĩa mà. Vậy anh không có yêu em hả? Ui dồi ôi, làm sao mà yêu được. Từ nãy giờ gọi bác bằng em mà cứ giận hết cả gai ốc lên đây này. Vậy thôi, bác cảm ơn con. Dạ, dạ, không có gì. Nó anh thấy chưa? Người ta người dân nước lạ đó mà ta còn suy nghĩ vậy. Ta trẻ hơn anh, ta không biết suy nghĩ nữa. Anh giờ anh có về Việt Nam ăn chơi nữa không? Nếu mà anh còn về Việt Nam ăn chơi tôi về đây tôi lấy Hùng á. Thôi, không cần. Anh thề với em kể từ ngày hôm nay anh không về Việt Nam quậy nữa. Thiệt không? Bị hết tiền là sao quậy được. Nói vậy hả? Giỡn thôi. Sao rồi? Gương vỡ lại lành rồi à? Tay trong tay, hạnh phúc lứa đôi quay về với nhau rồi à? Dạ, gia đình em hạnh phúc rồi chị. Rồi, chết rồi. Cuộc đời của tôi lại chôn chân trong căn nhà hương hỏa hương hồn này rồi. Không có sự thay đổi con ơi. Hello everybody.
Ai vậy? Ai vậy? Hello, how are you? Hello, hello. Yeah. Anh là ai ạ? Tôi là Việt kiều Mỹ. Tôi về đây kiếm... Thôi, từ nãy giờ nghe cái giọng này nhức hết cả đầu rồi. Giờ nói bình thường, nói tiếng Việt được không? Được chứ, mới qua Mỹ có 1 năm là rành tiếng Việt lắm. Chỉ có biết tiếng Mỹ thôi. Dạ, xin được phép tự giới thiệu, tôi tên Trực. Tôi là Dương Thường Trực. Ôi, sao tên gì buồn cười, thế Dương suốt ngày à? Dạ, non-stop. Bây giờ anh đến đây thì tìm ai? Tôi tới tìm người yêu của tôi. Nhầm. Nhìn cái mặt lại thấy nhầm rồi. Sao nhầm? Đứng lùi ra đây. Ở đây á, toán là viện dưỡng lão không à? Không có gái trẻ mà tìm người yêu. Đâu có nhầm được, người yêu tôi có viết địa chỉ rõ ràng đây, nhà ở đây nè, đó, rõ ràng đây nè. Đó, người yêu tôi tên Tuyết. Minh Tuyết không phải nhà ở đây. Tôi đâu có tìm Minh Tuyết, tôi kiếm Bạch Tuyết. Lại càng nhầm nữa. Sao nhầm? Ở đây toàn phù thủy không? Không có Bạch Tuyết. Có. Bạch Tuyết chính là nickname của mẹ. Hả? Bạch Tuyết. Đúng. Bạch Tuyết ở chú Lụng. Đúng. Trời ơi, hồi nãy vô là anh nghi lắm mà. Nghi gì? Bạch Tuyết ơi, có 1 chú Lụng ở đây còn 6 chú kia đâu? Dạ, em chưa có đẻ. Hả? Tuyết. Hoàng tử của lòng em. Bạch Tuyết. Trời ơi, thằng này là hoàng tử hả? Ừ. Chắc anh đi tự tử của em rồi. Hay quá. My Snow White. Hoàng tử ơi, hoàng tử của lòng em ơi, anh hôm nay đã về với em rồi à? Trời ơi, Tuyết ơi. Ơi. Đã 50 tuổi rồi mà em nhìn còn trẻ măng à? Tao nói tươi xanh như nồi canh vậy đó. Có căng da mặt không? Em không có căng. Em chỉ vá vài chỗ thôi. Vá mãi đến bây giờ mà nó hết da luôn. Ngủ nhắm mắt không được anh ạ. Tuyết ơi. Thôi. Trời ơi. Em sexy quá. Em hot girl của anh. Ôi dồi ôi. Anh ơi, cái tên Dương Thường Trực không là em nghe em đã phê rồi. Anh ơi, anh trẻ quá. Anh ngoài đời đẹp trai quá. Mẹ. Cái gì? Ôi, căn cứ ở chỗ nào mà mẹ bảo ông này đẹp trai? Cứ hễ Việt Kiều là đẹp thôi. Con nhìn đi, mở mắt to mà nhìn kìa. Người ta đẹp từ đầu đến chân, từ chân đến đầu. Trắng muốt muồn muột. Anh cười đi anh. Hàm răng còn trắng hơn cả bộ đồ nữa cơ. Anh ơi, mất điện là không bao giờ em lạc anh đâu. Sao vậy? Tại một lần mà cúp điện á, em cứ nói anh cười đi là em tìm thấy anh được ngay. Anh biết mà, răng anh trắng hột xoàng kém thua. Anh ơi. Này. Gì? Ông kia. Ra đây tôi à? Để anh nghĩ ra lời chút xíu. Rồi, đừng có hôn gió nữa. Cậu muốn nói gì với tôi? Năm nay ông bao tuổi? Thế cậu bao nhiêu tuổi? 25. 25 tuổi? 25 tuổi? Vậy hai đứa mình bằng tuổi với nhau á. Bắt tay cái làm bạn được không? Nhưng mà nói nghe, bây giờ đó tôi lấy má cậu thì theo như gia dế, cậu phải gọi tôi bằng bố. Bố cái ông nội nha, ông ấy bố. Bố, em ơi, muốn bố con em đang hiếp anh kìa. Anh không chịu đâu. Con, tại sao con lại ăn hiếp bố như thế? Bố ơi, bố ơi, bố đừng cười nữa. Bây giờ con gọi ai là bố bây giờ? Thôi kệ chúng nó đi, chuyện mình làm. Ngoan. Ôi dồi, tay cứ như cánh gà, thèm thật ý. Ôi gì? Anh. Sao? Ôi dồi ôi, em nhớ anh quá. Anh cũng nhớ em quá trời luôn đó. Tuyết biết không, anh rất là thèm khát, hao hức được về đây gặp em. Sao lâu quá anh không về? Nhưng Tuyết ơi, đã nhiều lần anh muốn trở về thăm em, nhưng vì vé máy bay nó mắc quá. Cho nên 4 tháng nay anh phải dành dụm. No food, no drink, no shopping, no nhiều thứ khác. Mà anh chỉ đủ mua vé một chiều.
Chị chiều kia ai lo? Tuyết lo. Trời ơi. Tuyết đắn đất hương hỏa, Tuyết lo cho anh ấy. Tuyết lo cho anh à? Một chiều bác ơi một chiều. Con bó Tuyết tay với thằng Việt Kiều một chiều này bác ơi. Anh yêu em. Ôi dồi ôi. Em cũng yêu anh. Mẹ ơi thôi thôi mẹ, con lạy mẹ. Cái gì mà mày con lạy mẹ. Tao tới sống thì tao chết tới nơi vậy. Thiên hạ người ta cười cho thối mặt ra mẹ ơi. Cười cái gì mà cười? Thiên hạ bây giờ có cười mẹ cũng giúp ích gì được mẹ đâu. Lúc nãy con dạy mẹ một câu gì con không nhớ à? Câu gì? Tình mình hai đứa chấp nhận mà thôi. Đừng nhìn về gì vang muôn ngày qua. Dù là không như ý ta mong đợi thì cũng bắt đầu từ đây. Quả này nó né quá, như người ta quá né hụt hi trời né hả mày dễ gì mà né né ai ai ui ai ai chụp được rồi ôi ai da né hụt né hụt ta đói quá đói quá hả ăn không rồi 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 kiếm cái gì ăn đi nhưng mà nhà tôi nghèo lắm có mái tranh là đâu có cái gì đâu mà ăn trời ơi hay là quả cạp đất ăn đi trời nghĩ sao vậy cái mỏ quả như vậy sao cạp đất được. Ta giới thiệu cho hai cái mỏ cạp được đất nè. Mỏ nào? Cái mỏ ông với mỏ Hoài Tâm á. Trời ơi. Ông nghĩ sao vậy? Cái mỏ tôi không có cạp được, mỏ Hoài Tâm với mỏ ông cộng lại là cạp 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 nào banh cái đất này luôn á. Nhưng mà bây giờ đâu có cái gì đâu mà ăn. Ông có gì ăn nhà hả? Nhà tôi giờ chỉ trời giờ có gì ăn không? Cái gì vậy? Ê ê ê ê. Thôi nghe. Hồi xưa giờ người ta nói là người ăn chim. Chưa bao giờ có chim ăn người nha. Cái gì vậy? Ôi, mấp quá. Hả? Sao nó biết mấp luôn ta? Trời ơi, nhìn mọng nước đi chứ trời ơi. Sao nó biết vậy? Thôi nghe, thôi nghe. Quá, quá. Thôi. Quá, quá, tránh ra, tránh ra. Cái gì vậy? Đây, nãy giờ tao manh nghe là mấy cái khế này nè. Trời ơi, trời ơi, nó mọng nước mà nó vàng ươm à. Vậy sao nó khế đi, cứ dòm nó cứ tưởng nó ăn mình không à. Trời ơi, nghĩ sao ăn ông vậy? Ôi, ê, qua, 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 qua. Sao, sao, sao? Đi qua đây, đi liền. Sao vậy? Không được, không được. Sao vậy? Gia tài tao có một cây khế à. Trời ơi, quả mà ăn hết khế tôi lấy gì tôi sống. Trời ơi, tao ăn có quả khế không mà làm gì sống không được. Cho tao ăn đi, tao đói quá rồi. Không, dứt khoát không. Trời, tao đói quá rồi. Không cho tao ăn á. Người ta nói quả mà chết trong nhà người nào á là nhà người đó hả? Mạc ba đời luôn đó. Hả? Mạc ba đời? Đúng rồi. Ủa sao tao đời thứ năm tao vẫn còn mạc nè? Thì bỏ vậy. Ông cho tôi ăn là mạc luôn hết kiếp nhà ông luôn á. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà quả nói sao ăn một trái thôi hả? Ăn một trái only, only one. Hứa rồi nha. Hứa. Khế ơi, chấp nhận mất một trái khế ơi. Quả, quả, quả. Only you. Ê, ê, đừng có rung. Only you. Nhỏ quá, ăn không có đà. Trời ơi. Only you. Ăn nó không ngon. Only you. Ăn trái này ngon nè. Gia tài của tôi.
Thì cha đi giờ đói quá rồi mà cứ khóc vậy rồi sao ta ăn được? Bởi vì thôi ta ăn lại. Trời ơi, khóc nó cũng ăn luôn rồi. Con này cũng quả, nó ác quá thì ác luôn. Trời ơi. Trời ơi, quả. Biểu coi, lại đây biểu. À là mày ăn đúng một trái rồi hả? Ăn đúng một trái rồi. Trời ơi, xong rồi con là trời ơi. Nó ơi. Trời ơi, tàn nát khế của tôi. Nè, nó nghe nè. Nó khóc kìa, nó lượn ngay nó rác kìa. Nè, dân gian loài quạ của ta có truyền thuyết là ăn một quả khế trả một cục vàng, may tới ba gan mang theo mà đừng quá. Mà đừng có xạo. Quá. Ê quả mà xạo hơn người luôn nha mày. Cái chuyện đó là chuyện truyền thuyết, bây giờ làm gì có cái chuyện đó. Có thiệt nha. Có thiệt không? Có thiệt. Vàng đâu? Giờ không có. Chút xíu nữa mới có. Giờ không có. Ừ, chút xíu nữa. Đợi chút đi. Nó ăn vô, xong nó nói chút xíu. Thôi nghỉ, khỏi cần luôn, khỏi cần vàng luôn. Ủa sao vậy? Ê, mày nghĩ sao vậy? Mày ăn cho đã vô xong chút mày làm ra một bãi rồi bắt tao dọn dẹp vệ sinh nữa. Ông nội ơi, cái đó không phải. Trời ơi, nghĩ sao mà tôi cho cái vàng đó vậy trời. Tôi cho thỏi vàng thiệt luôn. Vàng thiệt luôn hả? Vàng thiệt luôn. Ê, quả thiệt luôn hả? Thiệt luôn. Vậy là tao giàu rồi phải không? Giàu rồi. Khỏi mày túi ba gan luôn. Túi này đựng vàng vậy là đủ giàu rồi. Ôi. Đây đúng là người đàn ông chân thật quý vị ơi. Ta nói mày túi ba gan không mang cái bịch ni lông đi chợ về nè. Trời ơi dễ thương quá, thôi cất vô đi rồi ta đưa đi lấy vàng. Đi liền. Tao. Cái gì? Mới khen đâu cái té hèn à. Thứ gì mà nghe tới vàng cái nổi cái máu tham lên liền à. Từ từ đi. Biết cái nội quy chuyến bay chưa? Nội quy làm sao? Chích Covid chưa? À chích rồi, chích 4 mũi luôn. Trời chi chích như 4 mũi vậy ông nội? Không phải, sợ chết lắm. Ba mũi Covid với mũi blue luôn, làm luôn. Ờ vậy hả? Chết luôn hết rồi hả? Hết rồi. Thôi được rồi, ngồi đó đi. À ngồi. Nghe cái vàng cái lanh danh liền à. Vàng mà ai không khoái. Ứ gì tham lam cái ớn luôn à. Mới khen nó cái trở mặt liền à. Quả hãng hàng không Chim Quà Airlines xin kính chào quý khách. Để đảm bảo cho chuyến bay được an toàn, xin quý khách thực hiện những nội quy như sau. Không được hút thuốc trên máy bay vì khi tàn lửa rớt xuống có thể làm cháy lông chim dẫn đến bỏng chim. Trên chuyến bay yêu cầu tắt điện thoại, tuyệt đối không được để chế độ rung vì khi chế độ rung có thể làm chim co giật và rung liên hồi. Trong chuyến bay yêu cầu quý khách không được để ý quan sát những loài chim xung quanh, nhất là chim đực. Vì khi như vậy, chim cái có thể mê trai hủy chuyến bay. Trong trường hợp khẩn cấp, quý vị không được dạch lông chim để tìm lộ thoát hiểm. Nếu trong chuyến bay có điều gì bất cấp xảy ra, quý khách không cần lấy áo phao hay mặt nạ túi dưỡng khí, chỉ cần lấy mặt nạ đắp dưỡng da cho thiệt đẹp để về chầu ông bà ông già. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng cho chuyến bay hãng hàng không Chim Quà Airlines. Chúc quý khách có một chuyến bay xa thật thanh thản. Bon. Khách đâu rồi? Ủa khách đi đâu rồi khách ơi? Nó đi công chuyện rồi. Ôi khách ơi ra đây đi khách. Trời ơi nghĩ sao vậy? Trời ơi. Chưa, cái gì đâu vậy? Chưa bay mà gặp ông bà ông giải rồi chúc chuyến đi xa thanh thản. Trời ông nội tôi cũng không dám đi nữa. Ta nói giỡn chơi vậy thôi chứ ta bay mấy chuyến nào cũng an toàn hết trơn à. Thiệt không? Thiệt. Vậy đi liền phải không? Trời đi liền đi. Ừ. Leo lên hả? Ừ, leo lên. Dạp. xuống. Cái gì vậy? Ta đã nói rồi không có được sử dụng cái điện thoại mà tại sao lên đây rung mà bóp cổ ta ngợp thở rồi sao ta bay? Không phải điện thoại rung mà tôi rung, sợ chết. Trời ơi, ông nội ơi, ông sợ chết, ông bay làm chi thôi, ông leo lên đi. Leo lên đi. Leo lên hả? Leo lên ngược, hả? Ông ngồi ngược lại để khỏi bóp cổ tôi chết ngắt giữa đường nè. Vậy đó hả? Rồi, nắm cho tôi cho chặt nha. Rồi. Nha, mà đừng có sợ nha, bình tĩnh nè, để tôi bay nè. Rồi, bay nè. đi. Đó, bay. Ôi, mày. Đó, thấy không? Bay. Mày nó bay qua mặt tôi. Bay không? Ơi, nó bay qua mặt. Bay nó nhẹ nhàng vậy thôi chứ muốn gì nữa trời. Gió, chuyến bay nào mà bay nhẹ nhàng như vậy không trời. Trời lạng.
Trời ơi, không nhận bay đã thế. Nói không, bay nhẹ không? Nhẹ quá. Bay nhẹ, bay nhẹ. Ủa sao ông bay với tôi ông nội? Tôi đang bay đây. Trời ơi, ông tỉnh mộng giùm tôi cái đi. Cái thứ gì người ta bay nãy giờ không có bay chung gì hết trơn rồi. Để ta bay mình ta lạc lõng quá à. Đứa nào chơi mất dạy vậy bay? Tôi á. Hả? Trời ơi, bay mà không có hợp, không có tác hợp gì hết trơn sao bay được. Chứ giờ sao? Leo lên chuyến bay. Ngồi ngược lại. Rồi thôi đi đi vậy đi, cho anh chắc an toàn đi. Vậy đi. Rồi. Bye. 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 Tới rồi. Bịch. Hả? Rớt cái gì vậy? Máy bay ta vừa đáp cánh đó. Trời ơi, nó đáp tưởng mà rớt cái gì không? Ủa tới chưa? Tới rồi. Đảo đâu? Thì đây nè. Đảo nè. Đây hả? Ừ. Ủa nhà ta bên đường. Băng qua đây vùng binh. Ủa rồi đảo đâu? Thì đảo vòng là tới đó. Trời ơi, cho con quỷ quạ này không giết nó không được rồi. Hồi nãy ông nói tao đi bộ quá. Cho bắt nó lên chứ. Rồi tim ông muốn rụng luôn à. Ta làm gì cho nó kịch tính đó mà. Phải không? Rồi tới đảo. Ủa, vàng rồi đó. Vàng đâu, vàng đâu? Trời ơi, đâu phải muốn lấy vàng là dễ đâu. Phải từ từ. Sao? Phải gặp chúa đảo mới lấy được vàng. Hả, có chúa đảo luôn hả? Có chúa đảo luôn. Chắc chúa đảo ghê lắm, một mắt một giò đúng không? Không có, bà chúa đảo này dễ thương lắm. Vậy hả? Ừ. Bà chúa đảo ơi, có khách? Không có ở nhà, đi về cái sân rồi. Hả? Bà chúa đảo ơi, có trai đẹp đơn? Ra liền. Trời ơi. Lên lóc nhà là bắt quả già. Lên đánh nè ơi, lên. Lên nóc nhà là bắt quả già. Lên nóc nhà là bắt quả già. Trời ơi, tôi sắp leo lên tới nóc nhà, tôi bắt được quả già là cái nó tắt nhạc cho tôi tuột mút luôn hả? Thiệt tình vậy đó hả? Ai đây? Ai đây? Ủa ai vậy? Ai vậy? Ta xin tự giới thiệu, ta là bà Cố Quạ. Ngươi là ai? Dạ con là con cháu của bà chú Quạ nè. Gì? Mày là con Quạ? Đúng rồi, ta là con Quạ. Trời sao nó như con quỷ vậy trời. Trời đất ơi, con Quạ gì ta không có tin. Ngươi là con Quạ hả? Đúng rồi, ta là con Quạ nè. Mày làm gì vậy? Dạ con phải bay gì cho nó biết là loài Quạ. Tao thấy ông giống Quạ, giống chim cánh cụt á. Làm vậy chi cho mệt vậy con? Dạ. Trời đất ơi, đây nè, đâu làm gì đâu. Dạ. Đó, đây nè, đó cánh nè, đó lông nè, đó nhìn nè, đó nhìn là biết bà quạ già rồi, thấy chưa? À. Dạ. Mày là quạ nào? Dạ, con là quạ con cháu nè. Trời ơi, dòng họ nhà tôi một bầy quạ, mỗi một ngày nó đẻ ra một bầy. Trời ơi, 2000 năm nay biết bao nhiêu con, biết con nào là con nào? Trời ơi, là trời, nguyên cái tuổi thanh xuân của em đó mấy anh mấy chị. Là em ở nhà em ấp trứng không đó. Thôi, ê bà chú Quà, bà chú Quà. À, mày là con Quà ngu đúng không? Dạ, đúng rồi, con là con Quà ngu nè. À, mày tới làm gì vậy? Dạ, con tới đây con xin vàng. Mày ăn khế của người ta nữa đúng không? Dạ, đúng rồi, ăn khế trả vàng. Ăn khế trả vàng? Dạ. Thì cái đám cháu của tụi nó bay khắp nơi, cái nó ăn khế, mỗi lần nó ăn cái nó ăn khế trả vàng, ăn khế trả vàng, mấy túi ba ghen mang theo mà đường. Chúng là đây hốt cái trơn vàng, không còn cục nào hết trơn trời. Giờ tao còn cái hầm kìa, mày kêu xe tới mày hút luôn đi. Rồi. Con quỷ. Dạ. Trời ơi, bay đi ăn vàng, ăn vàng. Dạ trời. Bà đã nói rồi, chừng nào đứa nào có chồng có vợ mới có của hồi môn, hiểu chưa? Rồi con không thể nào lấy chồng được. Mày kiếm ai mày lấy đại đi, mày lấy này nè. Hả? Con người sao lấy? Hả? Muốn có vàng đúng không? Đúng rồi. Vậy cưới cháu của bà đi rồi bà cho vàng. Thôi không được đâu, tự nhiên người đi cưới thú. Trời ơi, tình người kiếp thú dễ thương lắm á. Cái gì? Mà không được, lỡ đám cưới rồi cái ngày đám cưới cái ca sĩ lên hát. Bây giờ hát tiếng người á thì quạ không nghe được, mà hát tiếng quạ người đâu nghe được. Thì hát song ngữ con. Có không? Ừ. Mày thích bài gì mày hát đại đi, tao làm cho coi nè. Phải không? Hả? Thử nha. Ừ. Em ơi có bao nhiêu? Quá 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 quá. 20 năm đầu. Quá 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 quá. 20 năm sau. Quá 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 quá. Trời ơi, nghe quạ hát xong muốn quạo luôn vậy đó trời. Ta nói rồi, có vợ có chồng ta mới cho của, nghe chưa? Kỳ dạ. Mỏi ghê. Ha, bị gì vậy?
Điện thoại. Cho quả cũng có điện thoại nữa hả? Có, điện thoại cảm ứng. Ồ, alo, anh tới rồi hả? Ừ, vô đi anh. Trời ơi, à, có mày tôi sáu gàng không? Vô đi, vô đây đi anh. Trời ơi, anh tặng quà cho em hả? Để em coi cái gì nha anh. Cái gì vậy, lấy ra cho em đi anh. Ôi cái gì trắng trắng dễ thương quá vậy. Ôi, ôi trời đất ơi. Hả? Trời ơi. Máy giũa iChell. Trời sao em thích, em thích quá trời à. Ôi, mỗi ngày em sẽ giũa móng nè ha. Xong rồi cái em giũa nanh. Em thấy ai tánh mà cạch giỡn á, em giũa luôn cái tánh. Em thích lắm trời. Còn gì nữa không anh? Wow, trời ơi, cái này là làm mịn móng nè. Còn cái này làm bóng bóng đúng không anh? Trời em thích ai treo quá. Hai anh có mai túi sáo vàng chưa? Đi theo em, vô đây lấy vàng. Đi nào, trời ơi, ai treo, ai treo. Ta nói bởi vậy hả? Ta nói cái đảo này mất hết vàng là do bà chú ngoại tôi đó. Bà mê trai lắm, có trai nữa là bà cho vàng hết trơn. Con cháu đâu lấy được cái gì của bà đâu. Bỏ gì thiệt tình luôn á. Rồi rồi rồi, vàng đâu trả tôi. Ôi. Hả? Thì từ từ có liền nè. Yên tâm đi. Vàng. Ai có vàng không? Hả? Cái gì vậy? Vàng. Vàng không? Hả? Có ai mua vàng không? Chào chị. Gì? Chị bán vàng hả? Chị bán vàng gì vậy? Chị giới thiệu với em đi. Vàng 24 mua không? À 24 cao giá lắm em mua được. Chị có vàng gì thấp thấp hơn không? Thì tao có vàng 18, 14. Mày muốn vàng mười mấy? Dạ em muốn vàng 15 không gram tường tiên đá cú. Ra tao biểu nè. Dạ. Nè, đi qua góc bên kia kìa. Cái vàng karaoke kìa. Mua ngay nghe không? Nếu không mua được cái vàng karaoke á, dở về đây. Mày có tin tao cắt hai cái chân mày luôn đi không hả? Quả ơi, mày nghẹo chứ nghẹo hoài vậy. Dạ. Ngu. Dạ dạ. Wow. Dạ chị ơi chị. Em vẫn chơi chị thôi. Chứ thật sự em không có tiền mua vàng. Chị có bán hột sàn không? Quà nó nặng. Quà này nó lạ lùng á, khác người ghê vậy đó. Dạ. Mua vàng thì không có tiền mà mua hột xoàn. Hột xoàn thì chị đầy. Vậy em hả? Muốn mua mấy ly? Dạ chị cho em 3 ly sinh tố bơ đi. Gì mày? Để em viết nó cho chị. Trời mày ngu quá quả ơi. Tao mà không bóp cổ bà viết mày rồi đó. Rồi em viết nó rồi đó chị. Dạ chị, em giỡn chơi. Em giỡn mày chơi đó nha mày. Dạ. Mày hên là tao bán vàng chứ tếu mà tao mà bán hòm á nha. Là chị sao? Tao cho mày vô hòm luôn chứ chị. Còn nếu chị bán đất thì sao? Tao chôn mày luôn. Còn nếu chị bán lựu đạn thì sao? Tao nổ banh xác mày. Trời ơi, cái xác mà nó banh ra mà đi gom từng cái miếng vụn xác rồi gớm lắm luôn á. Cũng biết hả? Dạ. Qua bỏ đi. Hả? Tao ướt quần rồi. Cái gì mà nhát vậy, đi qua chỗ kia đứng đi để tôi qua tôi nói chuyện với chị nè. Chị bán vàng, em vẫn chơi với chị thôi chứ thật ra hôm nay em dắt mối dẫn khách lại cho chị. Rồi cái anh này ảnh mua vàng mà ảnh hiền lành, mà ảnh chân chất, mà ảnh thật thà mà bị cái anh xấu quá. À. Xấu quá. Dạ. Chị thích. Hả? Trời cái gu chị lạ lùng quá vậy. Cái gu độc quá vậy. Mà chị biết không, ảnh xấu mà ảnh còn nghèo nữa chị. Người ta nghèo là nghèo rớt mồng tơi, ảnh là không có cái mồng cái tơi để mà rớt luôn. Ủa chị đi đâu vậy? Chị đi đâu vậy? Nghèo rớt mồng tơi lấy gì tiền đâu mua vàng mày? À, không, ảnh vẫn mua được, tại vì ảnh xấu không, ảnh là ảnh vẫn mua được cái chị. Em nói chị nghe nè, chị ảnh nghèo đó, chị bán giá vốn cho ảnh nha, đừng lấy lời nha, nha. Mà lúc chị bán xong chị nhớ chia cho em 20% tiền hoa hồng nha. Chị kiếm gì vậy chị? Kiếm súng. Hả? Thôi chị để em thối lại 20% ngược lại cho chị nha. Trời ơi, sợ quá. Trời quá. Hả? Mày ghẹo chi vậy? Bây giờ tao không dám gặp bả luôn á. Tao không dám tới gần luôn á. Vô gặp đi. Về. Đứng lại. Đi lại đây. Đứng lại kìa. Đứa nào không có phận sự đi ra chỗ khác. Đi không có. Tôi không có phận sự, tôi đi à. Ở đây luôn đi. Không, tôi đi. Thôi mà. Ông vô đi. Trời ơi. Nè. Bỏ tiền. Bỏ rồi. Tao nói mày bỏ ra. Rồi bỏ hết rồi. Mày quay ra đây trình tao nè. Quay rồi, chờ. Quay lưng là sao? À.
Giang. Bông. Anh đi. Bông. Ồ, chàng đã được đặt cạnh nàng như lời xưa hẹn ưa. Anh. Hả? Sao nhạc đang buồn mà anh vui dữ vậy? Đâu có vui. Anh đang kiếm cái gì anh chọi chết bà ăn quà này không? Ôi. Trời ơi, người ta đang lãng mạn làm lãng xẹt à. Anh ơi. Muôn thú là loài mình phải yêu thương, mình phải nâng niu chiều chuộng, bảo vệ nó. Anh để cho em nha. Đúng. Cái gì vậy? Em bắn chỉ thiên thôi. Ồ, cảnh cáo á hả? Ồ. Hết hồn. Chị cảnh cáo thôi mà chết chim bạn em luôn nè chị. Thấy không? Anh chết mà chết không có thiên đó, anh còn kêu chết oan. Chết oan, thấy không? Mày có tin là chút này mày cũng nói hai câu đó luôn không? Không có. Em nghe lại rồi anh kêu bé ngoan. Bé ngoan. Trời ơi. Giang. Bóng. Trời ơi, bao nhiêu năm mới gặp lại em. Bao nhiêu năm anh đi đâu mất tiêu à. Em tìm anh gần chết luôn vậy á. Thì cha mẹ em ngăn cấm, xong rồi hẹn nhau ngoài bờ đê đó để bỏ nhà đi. Anh ra đó 2 năm trời mà em không ra, cái anh làm cái lều nào đó thêm cả chục năm ở đó nữa. Lều của anh là cái lều bên góc kia mà sập sệ vậy đó hả? Đó đó. Vậy sao anh không qua mua vàng của em? Trời ơi, sốc ghê không? Rồi cái lều sập sệ không có ăn đi mua vàng. Nhưng mà sao anh không tìm em mà không chịu? Có hôm đó là anh coi như là dùng hết can đảm đi qua gặp em. Anh vừa mới thò chân xuống đường. Rồi có thằng khốn nạn nào nó chạy chiếc xe lam màu vàng, nó cán ngang gãy lìa cái chân anh luôn. Hả? Chiếc xe lam màu vàng? Đúng rồi. Xe của ba em. Trời, ba em á hả? Trời, hoàng già quá. Xong đó mấy tháng trời nằm bệnh viện, anh lành được cái chân rồi. Anh quyết định qua gặp em nữa. Anh thò cái chân xuống đường. Có hai con mệt rê đó, cái ra cắn muốn lọi tay anh luôn à. Hả? Hai con mệt rê? Đúng rồi. Chó em nuôi á. Cũng có em luôn. Sao mỗi lần anh tới với em là toàn là tai họa không à. Tội nghiệp anh ơi. Quá à. Thôi anh yên tâm đi, em sẽ dùng hết cuộc đời của em để lo cho anh. Vàng của em sẽ là vàng của anh. Anh không cần vàng. Mày ngu dữ mày. Ừ, dạ. Vàng mà không cần cần gì, cũng lẽ cặp đất ăn. Không có, ý nó là anh cần em thôi là đủ rồi. Ừ, nói vậy được. À, trời ơi, mừng quá. Thôi mình đi đi anh. Đi đâu? Đi động phòng. Đi động phòng. Ừ. Trời, bứng loạn. Đi anh ơi, đi anh ơi. Đi liền, đi liền. Ủa chị ơi, chị đi đâu vậy? Chị đi đâu vậy? Trời ơi, chị đi động phòng em. Trời ơi, chị ơi, chị quyết định có vội vã quá không? Cái gì mà vội vã, 20 năm chờ đợi rồi, chị phải bung xõa thôi. Trời ơi, đây, chị khóa phòng khách sạn em mới mướn cho chị đó. Chị cầm chị đi liền đi. Trời ơi, không thì người ta tính thêm tiền. Đi lẻ đi chị. Em. Đi anh ơi, đi em. Đi em, trời, nồn quá, nồn quá. Mấy chục năm rồi. Trời ơi, đã quá. Cuối cùng chàng trai cũng đã lấy được vàng. Không những lấy được vàng mà lấy được cái ngàn vàng. Cuộc sống họ thật là hạnh phúc. Câu chuyện kết thúc thiệt là có hậu. Trời ơi, ai bắn tôi vậy trời, ai bắn vậy? Chị bắn súng ăn mừng đó em. Trời ơi, chị bắn súng ăn mừng làm hết rồi mà. Em ơi, sao em bắn có bông như người anh vậy? Mỗi lần tới với em toàn là tai họa không à. Nhưng mà không sao, anh vượt qua hết, đến với em là được rồi. Trải qua bao nhiêu sóng gió và tai nạn khó khăn, cuối cùng họ vẫn bên nhau mãi mãi. Câu chuyện thật là có hậu. Trời ơi, không có hậu đâu. Nó không có chịu lấy vàng. Nó đòi nướng bà nè con ơi. Ôi, quay bả luôn đi. Thứ tư trai à. Chương trình Paris by Night Tiếu Vương Hội được bảo trợ bởi Diamond Sponsor iGel Beauty. Miễn lễ các khách hãy bình
thân. Ủa gì kìa vậy? Giờ hợp hành bá quan văn võ đã hết trơn rồi, khán giả thì ngồi đầy rạp. Quân sư, quân sư đâu? Sorry, I'm late. Thôi, đi không đi late chi vậy? Dạ đâu phải, anh late tiếng Mỹ nó kêu bằng trễ đó thưa bệ hạ. Trời ơi, gì nữa đây? Dạ chào. Trời ơi, chào tưởng người biến thái chứ. Chào giống như vũ nữ vậy. Nè, ta dạy ngươi bao nhiêu lần rồi nha, ta làm lần cuối cùng, ngươi mà làm sai nữa ta chém ngươi bay đầu, biết chưa? Dạ. Nhìn kỹ nè, lên đi. Dạ lên đâu? Lên ngay ta ngồi. Lên ngay vàng. Ngồi một chút thôi nha. Trời ơi, bữa nay làm vua sướng quá. Nhìn kỹ nha. Dạ. Bỏ cái chân xuống, coi kỹ nè. Thấy chưa? Thấy. Thấy gì? Chào. Chào ông nội tôi chào. Dướng tay áo rồi nè, vợ nó coi. Thấy cái gì? Vợ nó dùng coi. Trời ơi. Ơi, ai mai cái áo gì mà dài thòn lòn không biết. Lên lại. Lên lại. Nhìn kỹ nha. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ, khanh hãy bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Giỏi. Ngươi giỡn mặt với ta đó hả? Đi xuống. Xuống hả? Mới lên chút kêu xuống à. Ta hỏi nhà ngươi nè. Dạ. Tại sao giờ hợp hành rồi bá quan văn võ đã hết trơn cái tội rồi? Dạ bữa nay là chung kết giải football, bá quan mắc đi cá độ hết rồi. Hả? Hay cho bá quan, giỏi cho bá quan, giờ hợp hành dám. Ủa sao đi cá độ không rủ ta? Dạ có rồi, nhưng mà lúc đó bệ hạ làm gì off phone rồi. Tại lúc đó ta bắt mừng công chuyện. Nghe ta dặn nè. Dạ. Hôm nay đội nào đấu đội nào vậy? Bê bất cứ nghe đúng như là San Francisco 49ers. Thôi, ngươi nói ta hiểu ta chết liền á. Nói từ từ. Tampa Bay Buccaneers đụng với lại San Francisco 49ers. Rồi, ta bắt đội San Francisco chấp 3 điểm. Phụng chỉ. Ờ. Dạ, dạ, dạ. Có ai phì gia lâm. Excuse me, my king. Ê. Dạ. Thằng củ khoai lang, cái nhiệm vụ mày nói có mấy chữ mỗi ngày mày không nói xong nữa. Ở đây chỉ có hoàng thượng, hoàng hậu với tao là gia lâm thôi. Ê. Dạ không có. Hoàng thượng, hoàng hậu, không có tao. Em giá lầm được không? Mày hả? Mày là giá trụng á. Mày phải nói là ái phi ghé thăm. Ok. Ái phi ghé thăm. Hôm nay bài đặt múa con thiên nga dễ chết. Này dịch bầu dễ chết. Dạ, tiền thiếp là đắc kỳ, xin nghiêng mình ra mặt bề hà. Ôi trời ơi, giọng nói dễ thương hỉ. Trời ơi, dễ thương quá, dễ thương quá. Thôi ta chờ tới giờ chịu không nổi đâu, mình vô nha. Đi múa bề hà. Vô trong đi, chờ sáng giờ chịu không nổi là vô. Cho bề hà ơi, suốt ngày bệ hạ ăn sushi rồi bào ngư cái bố miệt, trời ơi chịu hết nổi rồi, cho thiếp relax một chút xíu nghe. Bố miệt không boring quá. Thôi chết boring hả? Dạ. Nè 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 quân sư. Dạ. Ta truyền lệnh cho nhà ngươi nha, tổ chức liền một cái chương trình đại nhạc hội ca múa nhạc kịch cái lương hồ quảng thiếu dương hội cho đắc kỹ xem. Lẹ lên bệ hạ ơi. Chuyện gì? Thiếp không có thích nghe music mà cũng không thích coi đăng xịt. Hả? Đăng xịt là gì? Đăng xịt có nghĩa là đăng sinh mà nói chứ có vân có điều đó mà. À, đăng xịt là đăng sinh á. À, bây giờ. À, bây giờ kỳ muốn cái gì ta chiều cho. Kỳ đó hả? À, kỳ chỉ thích coi. Còn cái gì ta chiều hết. Coi giết người thôi. Hả? À, được, ta chiều.
À nè 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 quân sư, ngươi lập tức vô tù đem vài thằng nó chém đầu cho nó kỹ coi chơi. Trong nhà tù có 999 thằng, chém hết rồi đâu còn ai đỡ để chém. Chú cha mẹ ơi, mỗi có 999 thằng mà làm như là nhiều dữ lắm vậy đó. Cần phải thêm một người nữa mới đủ. À, quân sư, cần phải thêm một người nữa mới đủ. Lại quân sư. Bởi vì bác sĩ nói á, là thiếp phải coi 1000 người chết á, mới trường sinh bất tử. Nghe chưa quân sư, phải 1000 người nữa mới trường sinh bất tử. Kỹ. Ta kỹ ho kiểu gì ngộ vậy? Dạ, thiệp ho kiểu này gọi là ho 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 Huế đỏ. Ngộ lắm, ho Huế là như vậy à? Quân sư, bây giờ đắc kỹ chặt chết quá. Đừng chết, quân sư làm sao giúp ta đi quân sư. Tể thần. Ê, dạ. Nó hả miệng tới làm gì vậy? Dạ thần làm hô hấp nhân tạo, tiếng Mỹ nó kêu là mouth to mouth. Chú cha mẹ ơi, có cái mùi gì mà hẳn khó người quá. Cứ như là mùi cơm hển á. Trời ơi, trời đất ơi, quân sư, tại sao sáng sớm ăn cơm hển rồi? Dạ, đó là breakfast của thần mà. Trời đất ơi, trời ơi. Có hoàng hậu ghé thăm. Trời đất ơi. Dạ lộn, hoàng hậu gia lâm. Tôi chết rồi, tới nữa. Ơi, cái bà này không mời mới vô hoài vậy trời. Thần thiếp xin bái kiến hoàng thượng. À, ta miễn lễ. Con tiện tỳ kia. Nữa, thấy chưa? Mày thấy chánh cung mày không chào hả mày? Vợ bé phải chào vợ lớn chứ. Trời ơi, bữa nào vô đi dán tao xé xác mày ra đó mày. Thôi. Nhà mùa kia mùa ngón của nhau vô đây chơi tay đôi liền nè. Con mấy ông thấy không? Có nhiều vợ đâu có sướng đâu. Bởi vì lỡ thôi chứ sao bây giờ. Tôi thề nha, kiếp sau only one. Bé hả? Chuyện gì? Cái con trùng tên này nó quá dữ đi, nó hỗn hào với thiếp. Tôi tao biết. Đánh mày trở về nguyên dạng con trùng như mày. Thôi. Bé hả? Nè. Hoàng hậu. Dạ. Hoàng hậu làm ơn đi về dụng cái. Không. Bé hả, nhìn kỹ cái body của thiếp coi. Hả? Quá hấp dẫn đâu. Đâu có cát dụng đắc kỹ đâu, gấp triệu lần nó. Mà bệ hạ nở sai mê nó mà bỏ thiếp. Bệ hạ coi nè. Đó, bệ hạ thấy không? Có khác gì con đắc kỹ đâu. Khác nhiều chứ. Mày chọc hoài mày. Thôi vô cái đi trời ơi. Hoàng hậu. Lớn dạ. Tuổi rồi. Mày đặt bắt chước đi tướng người mẫu. Người ta người mẫu mình dây. Còn hoàng hậu mình dây mà dây thun ngâm dầu hôi. Nó nở còn quay nhìn đang nó kỳ quá à. Thôi đừng có đi vậy nha. Cô chê thiếp hoài à. Trời ơi, cô tướng bả kìa. Ta nói thiệt nha, tại hồi xưa đi lính vả quá mới lấy bả. Chứ làm vua sức mấy đừng có mơ. Bệ hạ thiệt là sáng suốt à. Rồi thần mà quen bà này thần cũng dám lấy. Ê, cái thằng quân sư kia. Ta là chánh cung hoàng hậu mà ngươi dám chê ta hả? Hả? Ngươi chê ta, ngươi có biết ta làm gì không? Ta cắt, quên. Hả? Ta thiến, quên. Ta biến ngươi thành thái giám bây giờ đó. Thôi. Tôi là quân sư của vua mà. Vua nói gì á, thì tôi phải nói theo cái đó. Vua thích ai á, thì tôi thương người đó. Mà vua ghét ai á, thì tôi thù người đó. Ném gì mày là nịnh thần, nó phải thái giám nữa. Quên, không phải là quân sư nữa mày. Không biết định ai cho làm quân sư. Thấy không mày hả? Được rồi. Bè hả ơi, thiệp chỉ muốn có một mình thiệp đứng ở đây thôi. Ta biết. Hoàng hậu về đi. Tối trẫm ghé. Không có. Tối trẫm tới chơi xì phé. Tối ghé nha. Thằng thiếp thì về. Nhưng mà tao nói mày nghe. Gì vậy? Cái nữa. Con này nè. Mày lộng hành quá, mày coi chừng tao nha mày. Có bữa tao chặt đuôi mày đó mày. Thôi được rồi. Nhưng mà nè, hoàng thượng. Cái gì nữa? Cho hôn miếng đi. Trời ơi. Sao gan quá vậy? Cho đụng cái đi. Mày không có gan ngược với tao như mày. Thôi được rồi, hôn đại cái về đi bà. Trời ơi.
lâu lâu mới được hôn chồng cái đã quá trời luôn á. Trời ơi, mai là không ăn gì, ăn gì ốc ra hết á. Không có cho ho nữa, thôi chết rồi. Rửa mà bê hà hửa với kiếm là không đụng với cái con mù già đó. Ta đâu có đụng đâu, ba đụng ta, ta đâu có đụng đâu. Trời ơi, con ba nó mua rùa tiếp suốt ngay á. Cho chắc tiếp chết, tiếp ho lên có chết. Chắc tiếp chết ba. Trời, không biết chết ở đâu bây giờ, trời ơi. Thôi, 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 lên ngay vàng chết cho nó sướng. Ơi Kỳ ơi Kỳ. Ôi nhưng mà bệ hạ ơi, chuyện gì khi mà thiệp chết á, bệ hạ nhớ chôn thiệp mà bệnh vấn lâu ái sầu ái tham, để hồn thiệp bay phàng phật dưới sống hướng núi ngư, mà nghe gió đưa cành trúc lá đà, mà tiếng chuông thiên mù cánh gà chích cân. Chết đừng chết à quân sư được rồi là quân sư à. Dạ thôi được rồi, ta dặn nhà ngươi á, kiếm cho ta một lão thầy thuốc có chưa? Dạ, thần đã đăng quảng cáo cho một rau giặt trên đài Lý Đô Sài Gòn rồi. Ờ rồi. Tiền quảng cáo hơi nặng mà kết quả lắm nha bệ hạ. Có không? Có một vị danh y đã gửi resume tới rồi. Rồi. Tự xưng là đệ nhất danh y chuyên chữa trị các loại bệnh ho. Trời ơi, bây giờ đâu rồi còn không mau mời vô? Ông đang đứng hút thuốc lào ngoài patio đó. Trời đất ơi, trị bệnh ho hút thuốc lào. Bây giờ ngươi lo chuẩn bị giùm ta cái nha. Dạ. Ta đưa đất Kỷ vào Kỷ. Ờ Kỷ ơi Kỷ. Kỷ vô Kỷ giùm ta cái đi Kỷ ơi. Kiếp mệt quá. Chắc lên con ho nữa. Ho. Mày ho kiểu gì nữa đây? Ho lý là ho Nha Trang chứ chưa tại Huế. Ơi ho Nha Trang với Huế nữa trời ơi. Bây giờ làm sao bây giờ lẹ lẹ nè 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 nè. Nghe tao hỏi nè. Dạ. Cái lão thầy thuốc này á có nổi tiếng không? Dạ nổi tiếng chứ. Ờ. Quê ổng ở Bạc Liêu á. Ờ. Họ Tiêu tên Tán Đường. Hả? Trời ơi, thầy thuốc tên Tiêu Tán Đường. Ừ. Hơi lạ. Mời vô, mời vô. Dạ. Truyền Tiêu Lương Y vào. Giờ đâu y sĩ Tiêu Tán Đường xin bái kiến thánh thượng. Quân sư. Dạ. Có kêu lộn không? Dạ đâu có. Thầy thuốc sẽ mặc vô đảng vậy. Để ta hỏi. Nè tên kia, nhà ngươi có phải là Lương Y không? Dạ muôn tâu, thần đã tốt nghiệp y khoa tại Đại học Berkeley San Francisco và đã từng làm phó giám đốc bệnh viện Từ Dũ ạ. Ừ. Nè Tiểu Tăng Muối. À, đường đường muối lúc là xem. Ta cho người biết đệ nhất ái phi của hoàng thượng đây là Đắc Kỷ, bệnh ho đã 3 năm không ai chữa nổi, ngươi liệu có đủ sức không nhỉ? Muôn tâu tại hạ đủ sức chứ, tại hạ chưa bao giờ chữa cho ai mà phải kéo dài 1 năm cả, tối đa là 6 tháng. Hả? You guarantee sức mân hết bệnh? Muôn tâu đúng ạ. Là vì Khổng Tử có dạy, đau lâu thì tốn thuốc. Thần chữa cho ai mà 6 tháng không khỏi thì thần cho con uống thuốc độc cho nó chết mẹ đi cho rồi. Nè, ngươi nói cái gì? Nhà ngươi có thuốc độc bí truyền hả? Dạ, có. Dạ, thần có một loại thuốc độc gia truyền cực mạnh, chỉ cần uống vào một giọt thôi là không có cách gì cứu chữa nổi. Ai vô xúa? Dạ xúa, thần cho thằng em vợ thần uống rồi. Really? Dạ. Nè, vậy thì hay lắm. Ta cần một loại thuốc độc cực mạnh. Muôn tâu bệ hạ, thần có 2 loại. Loại thứ nhất, uống vào một phát là chết ngay, chết không kịp viết di chúc. Ừ. Còn loại thứ hai, khi uống vào rồi thì sẽ chết một cách từ từ. Chết tăm, chết tối, chết tức, chết tưởi, chết tàn, chết tạng. Bệ hạ muốn uống loại nào? Ta muốn uống loại thứ hai. Phải. Ta muốn cho hoàng hậu uống loại thứ hai, vì ta muốn cho bà ta chết từ từ. Chết tối, chết tâm, chết tức, chết tưởi, chết tàn, chết. Người uống rồi hả? Dạ đâu có, tưởng tượng thôi. Tôi tưởng tượng thôi. Nè. Dạ muôn tâu bệ hạ, hoàng hậu tức là vợ lớn của bệ hạ đó. Đúng vậy. Vì sách thánh hiền có câu: nhân bất học bất tri lý, ấu bất học lão hà gì, có nghĩa là có vợ bé để vợ lớn làm mắm á. Câu này nghe quen quen. Ờ. Con mới nói cũ đó bệ hạ. Đúng vậy. Dạ muốn tao như vậy là bệ hạ muốn thần đưa hoàng hậu về bên kia thế giới. Đúng vậy, ngươi làm được không? Nếu như làm được, ta sẽ tổng thưởng cho nhà ngươi. Dạ tôi thưởng gì? Tặng ngươi bà vợ lớn. Trời ơi, ta sợ bà quá, ta quên. Dạ. Ta tổng thưởng cho ngươi Chu Di Tam Tộc. Lộn, quên, ta giết người quen rồi.
tặng thưởng cho ngươi 10.000 đô la. Ôi, 10.000 thì cheap quá. Cái gì? Không có sao, tiền bạc là chuyện nhỏ. Không có tiền là không làm. Là vì muôn tâu bệ hạ, thuốc của thần uống vào là phải chết. Đúng vậy. Nên là thần mới mở cái tiệm thuốc lấy tên là Phạc Ma Si Tiêu Tán Đường nữa. Hay lắm, hay lắm. Nè, Tiêu Sát Thủ. Dạ. Ngươi nên nhớ kỹ, âm mưu giết hoàng hậu á, ngươi phải tuyệt đối giữ kín. Nếu mà lộ ra đó, thì ngươi sẽ tiêu diêu nơi mường Cực Lạc. Dạ. Và bệ hạ thì sẽ trở thành hạ bệ đó, nghe chưa? Dạ, xin quân sư an tâm. Có cậy mồm thần thần cũng không nói. Đồ. Ai hỏi mới nói. Cái gì? Không, có chết không nói. Quân sư. Dạ. Yeah. Nghe thầy dặn. 10 ngày nữa là đám giỗ của ta. Hả? Quên lộn. 10 ngày nữa là birthday của ta. Birthday. Ngươi phải lợi dụng thời cơ nhổ một giọt thuốc độc vào ly rượu của hoàng hậu uống. Bả sung lắm, chơi 5 giọt đi. Có không? Vậy chơi nguyên một chai chắc ăn. Nè, cái chuyện này cấm ngươi tiết lộ ra ngoài nha. Nếu như ngươi tiết lộ ra ngoài, ngươi sẽ bị bay đầu, biết chưa? Don't worry, giết người là nghề của thần mà. Hay lắm, đi đi. Nhưng mà chuyện cần thiết bây giờ là phải lo chữa bệnh cho đắc kỹ trước rồi đã. Ừ. Dạ. Tiêu doctor, có phải ngươi chuyên trị các bệnh ho không vậy? Dạ đúng vậy. Ho khan, ho xuyễn, ho đờm, ho gà, ho vịt thì thần bảo đảm sẽ trị nhất. Ho Huế chữa được không? Dạ thưa, ho Huế, ho Trung, ho Nam, ho Bắc gì? Chuyện nhỏ. Stop. Quân sư. Dạ. Ta đợi. Đâu rồi? Mình nịnh vừa phái nên quá khó coi quá. Quen rồi, Bình Hà. Theo ta. Dạ. Ở đó chờ ta nghe không? Bảy Hạ chờ em. Thiết có chuyện muốn bàn riêng với bệ hạ này. Bệ hạ, bệ hạ đâu rồi? Bữa nay mất tiêu rồi, chắc vô con trùng hoa lao đó nữa rồi. Bệ hạ, bệ hạ. Ê, ho kiểu này là bệnh xa rồi, chắc mới đi du lịch Hồng Kông rồi. Thôi thôi, mời đang ngồi nào, để ta bắt mạch cho bữa nào. Ai, cái mạch nàng ném về bị liệt rồi, trở ra đi. Ta biết rồi, cái bệnh ho của nàng là do ăn quá nhiều bưởi Biên Hòa. Ngươi là ai? Ta là đông y sĩ Tiêu Tán Đường, thánh thượng cho mời ta vào đây để chữa bệnh cho đắc kỷ. Ê, ngươi biết ta là ai không? Ta là... Là đắc kỷ, là đệ nhất ái phi của vua chứ gì. Ai nói với ngươi ta là đắc kỷ? Khỏi ai nói, nghe ho là cũng biết rồi. Nhưng mà ta có một cái điều lạ, là ta nghe đồn đắc kỷ có một cái vẻ đẹp chim sa cá lặn chứ. Ngờ đâu hoàng thượng lại đi thương cái người cơm chiên cá mặn thế này. Thằng lang râu kia, ngươi vô chỗ này mà ngươi dám chê ta hả? Vậy là ngươi tới số rồi. À, xin nương nương đừng có nóng. Người đẹp á, mà được vua mê thì đâu có gì đáng nói. Người như nương nương mà vua mê thì mới là lạ chứ. À, nhưng mà thưa nương nương. Gì? À, ta sẽ báo cho nương nương một tin mừng. Nhưng mà nương nương phải giữ bí mật nha. Nhưng mà phải thử cho ta mới nói. Tin gì, tin gì? Ta hứa ta thí cho ngươi 50 lạng vàng. Nhưng mà tin gì? Nói. Hoàng thượng vừa nhờ ta bỏ thuốc độc để giết Chánh Cung hoàng. À? Giết ta? Giết nàng làm cái mẹ gì? Giết Chánh Cung hoàng hậu để đưa nàng lên làm tranh thất. Rồi rồi, ngươi có nhận lời giết ta? Giết hoàng hậu không vậy? Có chứ. À? Vua cho ta tới 10.000 đô mà. Nhưng mà dẫu không cho tiền ta cũng vẫn làm. Là vì ta muốn giết để ta thử cái loại thuốc độc ta mới chế ra coi có công hiệu hay không thôi. Rồi ngươi tính khi nào ngươi ra tay vậy? 10 ngày nữa. 10 ngày nữa thôi. 10 ngày nữa là ngày sinh nhật của vua. Lúc đó bá quan văn võ ở triều đình đều đến để dự tiệc chúc thọ cho vua. Lúc đó ta sẽ lấy thuốc độc đưa cho quân sư bỏ vào ly rượu của hoàng hậu. À, nhưng ta nói cho nàng nghe, thuốc của ta uống vào không có chết ngay đâu. Uống vào thì phải đau đớn quằn quại 2 ngày sau mới chết. Người ta kêu đó là chết thảm. 10 ngày nữa thôi à trời. Còn có 10 ngày nữa thôi. Ta phải đề phòng. Ta có để con đắc kỷ nham hiểm nó giết ta được. Ta phải đề phòng. Ờ kìa.
đã bảo là vua giết hoàng hậu, giết nàng làm cái quỷ gì mà đề biết không? Ủa sao nói nhỏ xíu mà thằng này nó nghe được hay gì? Dạ. Thánh thượng Gia Lâm. Nữa, bà tới nữa. Không mời bà tới hoài vậy trời. Khổ quá à, hoàng hậu à. Ta ra lệnh cho hoàng hậu lui vào hậu cung dùng tán cái đi. Tiện thiếp lui liền. Trời, làm ơn cái để ta làm việc mà. Tiện thiếp lui liền. Đi đi. Nhưng mà bé hả? Gì nữa? Cho hôn cái nữa được không? Hôn hoài. Nó không có được ghen ngược hết nha. Trời, nó theo bé hả tò tò à. Thôi nói nhiều quá, hôn cái đi. Thôi. Gì? Trời ơi. Đã quá trời luôn. Muốn tao bé hả chết mẹ là đây là tránh ngu hoàng hậu sao? Bà đứng ơi. Vậy nhà ngươi tưởng là ai? Môn tâu thần tượng là Đắc Kỷ. Trời! Là hai người họ giống nhau quá thành làm sao mà nhận ra được. Trời ơi, tướng bà đó, ngươi tưởng Đắc Kỷ. Bà có nước đắc kẹo thì có. Thôi xin mời nước nữa. Qua. Chảnh ra đi, suốt ngày con bù già đúng không? Tay cổ không? Thôi ngồi đi. Lo giùm ta nha. Dạ. Khoan! Nam nữ thọ thọ bất thân. Cánh tay ngà ngọc của nương nương không nên đặt trên cái đùi nhăn nheo của lão già này. Nhưng ngươi muốn đặt nơi chỗ mô. Dạ, đặt ở đây. Chú cha đâu người ta mỏi tay quả mệt quá. Ê dạ, không phải như này, trên này. Bình tĩnh ta ra rắn rồi ý gì? Ta hỏi là bình tĩnh ta ra rắn rồi. Nhà ngươi hút thuốc lào hôi quả. Ta nói nhà ngươi hút thuốc lào hôi quả. Chết con mẹ. Đã muôn đâu đánh đường, muôn đâu đánh đường. Chi nguy thậm chí nguy ạ. Bệnh tình của nương nương nó quá trầm trọng rồi. Mà cứ để như thế này thì thần bảo đảm một tháng nữa nương nương sẽ đứng tim mà chết. Tôi chết vậy gì? Quá kè này đu. Du đu được không? Dạ thật du được. Đu dùm ta trước đi. Hẳn đu được để hẳn đu đi bé hà, đu đi. Dạ môn tao thần phải cần một cái bài thuốc đặc biệt gọi là trái tim phá lấu á. Trời ơi, tim gì? Tim gà, tim heo, tim rồng, tim phụng, tim gì? Nói mau đi. Dạ không, hạ thần cần tim người ạ. Cái gì? Trời ơi, cần tim người hả? Dạ. Trời ơi, bao nhiêu người chém chết hết rồi còn lấy đâu ra nữa trời. Bây giờ lấy đâu ra bây giờ? Dạ. Có hoàng thúc tỷ can ghé chơi. Có tim rồi hả? Có tim rồi, quân sư thông minh quả. Nào mời hoàng thúc tỷ can vào. Mời hoàng thúc tỷ can vào. Thần tỷ can bái kiến hoàng thượng. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn. Ủa sao ta nghe tiếng mà không thấy người? Quân sư! Dạ! Tăng thêm ánh sáng! Tuân lệnh! Thấy rồi! Quân sư! Dẹp đi! Trời ơi! Hoàng thúc! Dạ, có thần! Hoàng thúc đi đâu mà sao đen thui vậy? Dạ, thần mới đi phơi nắng ở Florida về. Trời ơi! Đã đen rồi đi then. Nương nương ơi, nương, đây là chú ruột của vua sao? Thẳng đó. Sao thần nghi quá, sao vua thì đẹp trai trắng trẻo như thế kia mà sao ông chú gì mà nước, chú ruột gì mà nước da đen hơn OJ Simpson vậy? Ê, cái tên lang băm kia, người thắc mắc tại sao ta đen thui, còn hoàng thượng thì trắng hả? Chế linh đẻ con cũng trắng vậy. Nè, ta nói cho ngươi biết, ta không những là chú ruột của vua mà ta còn như cha của vua kia chưa? Ôi, cái hẳn đồ kìa, chủ vua mà chưa ai công nhận mà đòi làm tới cha vua, nọ vừa thôi cha ơi. Còn cái con, ôi, còn cái con hồ ly tinh kia, con hồ ly tinh hoa lao. Người có thấy đôi bàn tay này không? Thấy rồi, bàn tay năm ngón chủ vẫn đen thui. Mà ha, mà đen thiệt. Nhưng đôi bàn tay này đã từng chăm sóc vua, tắm rửa thay tã cho vua, cắt rốn cho vua. Hả? Thì ra hoàng thúc là người cắt rốn cho ta hả? Dạ thưa hoàng thượng, đúng như vậy. Trời ơi, hèn chi rốn ta bị lồi. Một khúc luôn vậy á. Trời ơi, hoàng thúc ơi, hoàng thúc,
Hôm nay hoàng thúc tới đây có chuyện gì không vậy? Thần đến để khuyên can hoàng thượng đây. Người bệ hạ, sao ông này tối ngày ông cứ can mày vậy? Người không biết ông tên gì hả? Dạ tỷ can. Can một tỷ. Gặp mặt là can ngàn quà. Nè hoàng thúc ơi, sao ông rảnh quá vậy? Tôi là quân sư nè, mà từ đó giờ á, tôi chỉ biết nhắm mắt làm theo ý vua thôi, không bao giờ mà can vua hết trơn á. Can chi, ngu sao can. Nè, những đứa gian thần như ngươi, hoặc những đứa chuyên môn đào mỏ như con đắc kỷ hoa lao. Trời ơi, thôi bạn, thúc ơi đừng nói. Gần vua ngày nào chỉ hai triều đình ngày đó mà thôi. Thế hả, thấy chưa? Trời ơi, hẳn rùa thiệp kia. Ôi đẹp thiệp trễ chứ rồi, nó mười cái vai đập đầu trễ cho thiệp trễ. Ngươi chết là đáng rồi, bởi vì kiếp ngươi là kiếp trồn. Chánh cung hoàng hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, tài sắc song toàn, mà bị vua phê bỏ là cũng tại vì cái con đắc kỷ ho lao ngươi. Trời ơi, oan ức chứ thiếp quá, bệ hạ coi nè. Thiếp liều yếu đau tớ như rí mà nó là con trôn. Con trôn là phải vì đó phải như cái tính, cái tính mà làm như thế này mà đó phải là con trôn chứ. Đó. Kỳ ơi kỳ. Kỳ giống trồn quá. Chứ em là trồn như con chi nữa. Em là người, trời đất ơi, em bị nhục nhã quá. Chắc em chết. Em lên đó. Em không được, thôi lại lên ngay vàng trẻ cho hạnh sướng nữa rồi. Bây giờ nè. Bà ơi, khi mà thiếp chết á, nhớ khắc cái dòng chữ này lên bia mộ của thiếp nghe. Là toàn thể dân chúng vô cùng thương thiếp, công tăng tốn nữ đắc kỳ chết. Đừng chết kỹ ơi. Nè, lưu ý. Thôi, bây giờ lưu ý. Bây giờ phải làm sao, bây giờ cứu ta mau đi lẹ lên. Dạ, môn tàu thần cần gấp cái tim người để làm thuốc cho nương nương ạ. Trời, nhưng mà bây giờ lấy ở đâu ra tim người đi hả? Bệ hạ. Cái gì? Tại sao không giết hoàng thúc tỷ càng để lấy tim trị bệnh hả? Đúng rồi, bệ hạ ơi, thiếp muốn chim hoàng thúc. Cái gì? Thiếp muốn chim hoàng thúc. Muốn gì? Muốn chim. Muốn tim. Chim. Nói rõ, nó tưởng đâu muốn cái kia. Trời ơi. Nè, bây giờ làm sao? Bây giờ. Hả? Nhưng mà ổng đen quá, tim ổng có chất bổ không? Bé không biết chết cái chi mà càng đen hẳn càng bồ. Thuốc bắt người ta hâm gà đen không vì hẳn bồ, mà gà đen là gà ác đó. Đúng rồi hả? Vậy à? Dạ. Vậy thì người đen là người ác. Người ác để làm chi? Giết phức cho rồi. Đúng vậy. Quân sư. Dạ. Ta ra lệnh cho ông và sải mau lấy tim của hoàng thúc làm thuốc cho đắc kỷ uống. Lẹ lên. Dạ bệ hạ, ra lệnh cho con. Dạ. Bậy đâu, đem tỷ ca và thuốc ra lò sát sinh. Ta chết cũng chả tiếc gì thật, chỉ tiếc hoàng thượng âm mưu giết chánh cung hoàng hậu thì ngày tàn của hoàng thượng cũng sắp đến rồi. Hả quân sư? Dạ. Tại sao cái chuyện âm mưu giết hoàng hậu chỉ mình ta với ngươi biết thôi, tại sao có lão hoàng thúc để biết vậy? Dạ thằng đâu có biết. Là ai nói? Là ai nói? Ai nói? Bệ hạ. Không mời mà tới nữa hoài à. Trời ơi. Bệ hạ đã lòng nào mê đó mà bệ hạ thuốc độc thần thiếp vậy? Không có. Ủa? Thiếp biết hết trơn rồi. Ngày bến đê của bệ hạ cho người bỏ thuốc độc vô rượu cho thiếp uống, cho thiếp chết phải không? Thiếp chết phải không? Nhưng mà cái chuyện này ai nói cho bà hậu nghe vậy? Ai nói bà hậu nghe vậy? Thằng cha thầy thuốc tiêu tán đường đã nói cho thiếp nghe nữa. Hay chứ, cái lão lang băm giỏi, chứ cái lão lang băm. Quân sư, dạ. Tha chết cho hoàng thúc, hãy lấy tim của gã lang băm này làm thuốc đắc kỷ uống. Tuân lệnh. Dạ muốn sao bệ hạ, tim đen mới bỏ chứ. Ngươi còn đen hơn thằng cha nữa. Quân sư, thi hành. Tuân lệnh. Trên trời, bố mẹ ơi, cái tên tiêu tán đường nữa hại con rồi. Cái gì vậy? Lộn rồi. Vậy là cái gì đây? Không phải tim. Vậy là cái gì? Ruột da.